Xin chào mọi người. Trong các video review và series loa lần trước thì có rất nhiều bạn đã hỏi mình là review về một sản phẩm loa kéo. Thì hôm nay thì mình đã mang đến cho các bạn hai sản phẩm loa kéo, đó là TA680 và TA780. Thì mình sẽ mang lại những thông tin cũng như là cách sử dụng các loại loa này để cho các bạn có thể cân nhắc trước khi lựa chọn một sản phẩm loa kéo cho bản thân và gia đình nhé. Trước khi chúng ta tìm hiểu về một sản phẩm hoặc là bỏ tiền ra mua nó thì chắc chắn chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ về các tiêu chí của một sản phẩm. Và đối với sản phẩm loa kéo ngày hôm nay cũng như vậy, mình sẽ mang lại những cái thông tin về các tiêu chí như là về công suất, về chất lượng, về ngoại hình của sản phẩm, về các phụ kiện đi kèm và cả giá tiền nữa, để các bạn có thể có những thông tin chi tiết và những cái hình dung khách quan hơn trước khi bỏ tiền ra mua một sản phẩm cho mình nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần review chi tiết dựa trên các tiêu chí của hai dòng sản phẩm này nhé. Và các bạn có thể thấy đi, về hình thức thì chúng ta nhìn hai sản phẩm này khá là giống nhau đúng không? Thì bên tay trái của mình đây chính là chiếc loa kéo TA680 và bên tay phải của mình đó là chiếc TA780. Về sự khác nhau như thế nào thì các bạn đừng rời mắt khỏi video nhé. Đầu tiên thì mình sẽ review dựa trên tiêu chí, đó là về thiết kế và hình thức của sản phẩm. Như các bạn có thể nhìn thấy thì cả hai sản phẩm của chúng ta thì đều được thiết kế là hình hộp chữ nhật khá là tối giản và hiện đại, và màu đen thì đây là một cái màu cơ bản của các dòng loa. Và cả hai sản phẩm này thì đều thuộc kiểu loa toàn giải. Và với thiết kế vỏ nhựa ABS ngoài như thế này thì sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta nó chống bám bụi và chống va đập được tốt. Và một đặc điểm để chúng ta có thể dễ dàng nhận diện về dòng sản phẩm của TEV, đó là nhà sản xuất đã in lên tên TEV ngay trên cái màng loa kim loại ở bên ngoài để giúp tạo nên điểm nhấn cho sản phẩm và cũng rất là dễ dàng để nhận diện thương hiệu. Và một đặc trưng của dòng sản phẩm loa kéo đó là chúng ta sẽ có cái phần tay cầm có thể dễ dàng điều khiển linh hoạt như thế này để giúp chúng ta có thể di chuyển và kéo cái thiết bị này một cách dễ dàng để giảm cái trọng lượng của sản phẩm đi. Thì như một chiếc vali thôi, chúng ta có thể điều khiển như thế này. Đây, rất là dễ dàng và linh hoạt. Và sản phẩm bên này tương tự cũng như vậy. Chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ vào cái nút ở trên này. Tương tự một chiếc vali du lịch, vô cùng đơn giản và tiện lợi đúng không nào? Vừa rồi thì các bạn có thể quan sát về mặt hình thức của hai sản phẩm này. Về hình thức thì trông khá là giống nhau đúng không? Vậy thì điểm khác nhau của hai sản phẩm này là gì? Đó chính là ở phần đường kính của loa bass. Về đường kính loa bass thì với sản phẩm TA680 sẽ có đường kính là 8 inch, còn sản phẩm TA780 sẽ có đường kính là 10 inch. Có nghĩa là phần củ loa của sản phẩm TA780 sẽ lớn hơn củ loa của TA680 và sản phẩm TA780 sẽ cho ra chất âm mạnh mẽ hơn là TA680. Và dòng sản phẩm TA780 theo mình thì sẽ có thể là hợp lý hơn đối với những bạn nào mà thích chất âm trầm. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đi đến tiêu chí về công suất và chất lượng âm thanh. Về công suất của sản phẩm TA680 này là 200W, còn sản phẩm TA780 là 280W. Và tương ứng với đó là công suất của sản phẩm nào lớn hơn thì sẽ cho ra chất âm lớn và mạnh mẽ hơn. Và dòng sản phẩm này thì mình nghĩ là sẽ rất phù hợp với bạn nào mà thích cái chất âm mà nó sẽ to, nó mạnh mẽ hơn. Và dòng sản phẩm 780 này chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn. Và cả hai sản phẩm này thì đều sử dụng những công nghệ tiên tiến và công nghệ hiện đại để giúp loại bỏ các tạp âm và tạo ra cái chất âm mang lại được cái sự sống động và chân thực nhất cho người nghe. Một trong những đặc điểm mà rất nhiều bạn khi mua loa kéo quan tâm đó chính là về khả năng di chuyển của sản phẩm. Và với sản phẩm mà TA680 và TA780 hôm nay mình giới thiệu thì có trọng lượng lần lượt đó là 15kg và 16kg. Đây là một trọng lượng khá là nhẹ so với dòng loa kéo thông thường. Và ngoài ra thì sản phẩm còn kết hợp với thiết kế của các bánh xe ở phía dưới cùng với tay cầm như thế này để giúp chúng ta có thể di chuyển cái sản phẩm một cách dễ dàng hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử kéo cho các bạn xem luôn nhé. Rất là dễ dàng. Đây, cái phần bánh xe này thì chúng ta chỉ cần đẩy như thế này. Các bạn có thể thấy là mình chỉ cần sử dụng một cái lực rất là nhẹ thôi, mình có thể di chuyển cái sản phẩm này một cách dễ dàng rồi. Không hề nặng như chúng ta nghĩ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tiêu chí về khả năng kết nối của hai sản phẩm loa kéo này. Về khả năng kết nối, chúng ta hoàn toàn có thể kết nối hai sản phẩm loa kéo này thông qua thẻ SD, USB kết nối với máy tính hoặc là TV. Là đơn giản hơn là chỉ với một chiếc điện thoại di động như thế này và chúng ta sẽ kết nối thông qua Bluetooth là có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết nối
với điện thoại của mình và phát thử một bản nhạc để cho các bạn nghe luôn về cái chất lượng âm thanh thực tế của cái sản phẩm loa kéo này như thế nào nhé. Về nơi con sóng tràn, đôi lê bình yên một màu xanh, gió trong ngày ngồi dì dào biển hà, gửi mây ngang khúc ca theo cơn gió trôi biển mang. Chúc mơ hồ vui kề bên em, bờ ca trắng sóng gió. Ok, vừa rồi thì mình đã bật test thử một cái đoạn nhạc từ chiếc loa kéo TA-780 này và kết nối với chiếc điện thoại của mình thông qua Bluetooth. Thì chất lượng âm thanh như thế nào thì các bạn có thể cảm nhận được rất là trong, rất là rõ ràng, và đặc biệt là cái âm bass chúng ta nghe thì rất là thích, đúng không? Và mình nghĩ đây sẽ là một cái sản phẩm rất là phù hợp để cho chúng ta trong những cái cuộc dã ngoại, những cái buổi picnic, những buổi company building, rất là phù hợp cho những cái hoạt động như vậy. Bên cạnh đó, bạn còn có thể cài đặt trình chống CD sốc cho CD, USB, thẻ SD, MP3, đồng đọc DVD player và module UHF. Các thiết bị microphone có dây, microphone không dây, CD, MP3, SD, cổng USB và các nguồn âm thanh khác có thể được trộn đồng thời với đầu vào. Và cuối cùng đó chính là phụ kiện của sản phẩm. Và trước mặt mình ở đây thì mình đã lấy ra cái phần phụ kiện của hai sản phẩm, đó là TA-680 và TA-780 mình vừa giới thiệu trước đó. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là khi chúng ta mua sản phẩm đó về thì chúng ta sẽ có các phụ kiện đi kèm. Đầu tiên đó là hai chiếc micro cầm tay như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cùng với loa kéo. Thứ hai đó là dây nguồn kết nối để chúng ta kết nối với sản phẩm. Và thứ ba đó là chiếc điều khiển để chúng ta điều khiển đầu đọc khi mà chúng ta kết nối cùng với các đĩa CD player. Và thứ tư đó là chiếc cuốn sách hướng dẫn. Thì nhà sản xuất đã ghi cái phần hướng dẫn rất là chi tiết ở trong sản phẩm ở đây, thì các bạn có thể tham khảo. Và cuối cùng đó là chiếc túi đựng sản phẩm. Thì ở đây nhà sản xuất đã thiết kế để chúng ta có thể đựng sản phẩm, để giúp chúng ta có thể mang đi di chuyển và để bảo vệ cái sản phẩm của chúng ta đỡ bám bụi nhiều hơn. Thì theo mình đánh giá thì đây là một sản phẩm mà bao gồm cái phụ kiện khá là đầy đủ so với những cái dòng loa kéo thông thường, và các bạn có thể sử dụng cái loa kéo được một cách nó triệt để, và chúng ta sẽ sử dụng nó với mục đích được nhiều hơn. Với một sản phẩm thiết bị âm thanh có tính di động cao như vậy thì chắc hẳn là có một yếu tố mà rất nhiều người quan tâm, đó là năng lượng dùng cho sản phẩm thì đến từ đâu và dùng trong thời gian như thế nào. Thì cả hai sản phẩm này thì đều có khả năng tích điện và tiết kiệm điện năng rất là tốt. Về khả năng sử dụng thì chúng ta sẽ sạc đầy thiết bị và sẽ sử dụng liên tục được trong 4 đến 8 tiếng. Và sạc thiết bị thì sẽ sạc trong vòng 12 giờ đồng hồ và có khả năng là vừa sạc vừa sử dụng. Và đặc biệt là cả hai sản phẩm thì đều có chức năng là bảo vệ điện áp thấp, giúp kéo dài tuổi thọ của pin và giúp các bạn có thể sử dụng thiết bị lâu dài hơn. Như vậy là mình đã giới thiệu qua với các bạn về hai sản phẩm loa kéo TA-680 và TA-780. Về cơ bản thì hai sản phẩm này là khá giống nhau về ngoại hình cũng như là các phụ kiện đi kèm, chỉ khác nhau về công suất hoạt động và cái kích thước của loa bass và về trọng lượng. Như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này cho các nhu cầu như là bán hàng hoặc là các hoạt động ngoài trời, các hoạt động building, khi mà chúng ta cần một cái công suất lớn và hoạt động trong một thời gian dài. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối và lắp đặt cái sản phẩm này cơ bản khi chúng ta nhận một sản phẩm loa kéo hoàn toàn mới về như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm dây nguồn. Ok, thì dây nguồn hiển thị ở đây thì hiển thị đồng thời cái năng lượng của chúng ta luôn. Ở đây thì mình có dây kết nối, dây này thì chúng ta sẽ kết nối input và để kết nối với điện thoại hoặc là máy tính. Thì chân màu trắng thì chúng ta sẽ cắm vào đây, chân màu đỏ thì cắm vào đây. Đây là phần âm lượng, chúng ta sẽ điều chỉnh lên một chút. Còn đây là đầu của micro, thì các bạn có thể cắm vào đây. Micro 1, micro 2 thì chúng ta sẽ kết nối micro và chúng ta sẽ điều chỉnh núm âm lượng. Ok, bây giờ thì mình sẽ bật nút power
Đó. Thì khi bật nút power thì chúng ta sẽ có cái phần thông số ở đây. Và nếu như chúng ta muốn phát nhạc từ USB hoặc là thẻ SD thì chúng ta sẽ kết nối ở những cái ổ cắm ở đây. Thì ở đây mình có một chiếc USB thì mình sẽ kết nối cho các bạn xem thử nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bật nút nguồn power lên. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắm USB vào. Và chúng ta sẽ chọn chế độ ở đây. Có chữ mode này, CD, USB hoặc là SD. Mình sẽ chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn nút play. Và vặn cái âm lượng lên. Cơn mưa bụi vàng trong quang cuốn em, nhưng nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa. Có lẽ đôi ta từ nay về sau đừng đi đến nhau, thì tim em sẽ không vì ai phải đơn đau. Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em, anh thường đi rất nhanh. Có quên khi xưa giờ đây mình anh chẳng còn mong em, chẳng còn mong chú vương vấn tiếc nuối làm gì. Ok, vừa rồi thì mình đã mở thử một cái đoạn nhạc khi mà mình kết nối trực tiếp USB vào chiếc loa kéo này. Rất là đơn giản và tiện lợi đúng không nào? Ngoài ra thì chúng ta còn rất là nhiều những cái cách kết nối khác như mình vừa giới thiệu, là kết nối qua điện thoại, máy tính, rồi micro. Ngoài ra thì còn có cả chiếc thẻ SD và đĩa CD. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn qua về cách đấu nối và sử dụng sản phẩm này dùng cho mục đích là để phát nhạc hoặc là để hát karaoke. Rất đơn giản đúng không nào? Còn nếu bạn nào còn băn khoăn về các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 575856 hoặc để đặt hàng hay liên hệ tới số 0902 188722 và truy cập vào website tca.vn. Và nếu như các bạn còn muốn mình làm thêm các video review về các sản phẩm khác thì hãy comment phía dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.